chàng rể Trung Quốc cứ nghĩ Việt Nam nghèo lắm sau khi nghe bạn gái người Việt nói, đến nơi thì ngã ngửa. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, chuyện người Việt Nam kết hôn với người Trung Quốc không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta nữa. Đã có rất nhiều câu chuyện giờ khóc giờ cười xoay quanh việc kết hôn giữa người Việt Nam và Trung Quốc. Điển hình như câu chuyện của một anh chàng blogger người Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội EasyWorld khi lần đầu anh ấy về ra mắt nhà bạn gái người Việt. Khi tới Việt Nam qua lời kể của cô bạn gái cũng như những gì được nghe về Việt Nam qua các phương tiện truyền thông thì trong mắt anh ấy Việt Nam rất nghèo, nhất là cuộc sống ở vùng nông thôn lại càng tệ. Tuy nhiên khi tới nơi, anh chàng chỉ u ớ thốt ra một câu rằng Việt Nam quá khác so với những gì tôi được biết trước đây. Về cụ thể trải nghiệm của anh chàng ra sao và phản ứng của cư dân mạng bên xứ bạn thế nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, chuyện là hôm nay mình lướt một vòng các mạng xã hội để tìm nội dung làm video cho mọi người thì mình bắt gặp ngay một video có tựa đề Bạn gái người Việt của tôi kể với tôi rằng điều kiện ở nhà rất nghèo nàn và cái kết là tôi khá sốc, của một blogger người Trung Quốc có tên là A Minh. Đây là một đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh ấy lần đầu về ra mắt nhà bạn gái để bàn chuyện cưới xin. Mặc dù đây là lần đầu anh được ghé thăm Việt Nam, nhưng anh chàng khá tự tin với lần ra mắt này. Vì khi tìm hiểu về Việt Nam thì truyền thông Trung Quốc luôn đưa tin Việt Nam rất nghèo và lạc hậu. Thêm vào đó, cô bạn gái luôn kể rằng nhà cô rất nghèo. Nhưng khi tới Việt Nam, ngay khi đứng từ xa, nhìn bờ tường vững chắc cùng khoảng sân rộng rãi, anh đã nghi ngại về độ nghèo của gia đình bạn gái. Quả không sai, sự thật lại trái ngược hoàn toàn với những gì anh ấy tưởng tượng. Anh chàng đã phải thốt lên: bạn gái đã lừa tôi không nghĩ ngôi nhà lại trông như biệt thự thế này. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố với khoảng sân rộng lớn thật là điều ngạc nhiên đối với tôi. Ở Trung Quốc có rất nhiều nơi không thể có được những ngôi nhà khang trang đến vậy. Giờ thì tôi hiểu thứ mà truyền thông đang nhồi nhét vào đầu những người Trung Quốc chỉ là giả dối. Video đơn giản chỉ vỏn vẹn chưa tới một phút quay quang cảnh nhà bạn gái của A Minh lại thu hút rất nhiều sự chú ý từ netizen Trung Quốc. Các bạn có tò mò họ đã nói những gì không? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Ở các vùng nông thôn Việt Nam, người trẻ thường tha hương làm việc nơi xứ người và rồi họ chuyển tiền về nước cho gia đình xây nhà. Tôi e rằng bạn gái của bạn cũng không phải ngoại lệ. Chắc chắn cô ấy đã đem tiền về cho họ xây dựng. Bạn cũng nên cẩn thận với túi tiền của mình. Tôi thấy sự thất vọng của anh chàng này khi thấy ngôi nhà của bạn gái thực sự làm tôi suy nghĩ. Điều này làm cho tôi nhận ra rằng thông tin từ truyền thông không phản ánh hoàn toàn sự thật và chúng ta cần phải tự mình vượt qua biên giới mới có thể biết được thế giới bên ngoài thú vị như thế nào. Đừng cố gắng nâng tầm những kẻ vô ơn đó nữa. Anh ta đã bị mua chuộc để cố nói với chúng ta rằng Việt Nam đang mạnh mẽ. Nhưng tôi chẳng tin vào điều đó. Những gì tôi tin là chính sách quốc gia và những gì nhà nước nói. Việc sở hữu nhà và đất ở Việt Nam dễ dàng hơn bên Trung Quốc rất nhiều. Chỉ cần thế hệ trước cày cật lực thì họ có thể chuyển mảnh đất đó từ đời này sang đời khác. Trái lại ở Trung Quốc, mọi thế hệ luôn phải kẻ cuốc để có thể sở hữu mảnh đất ấy. Trong khi giá ngày càng tăng thì quyền sử dụng đất vẫn không thay đổi, chỉ vỏn vẹn 50 năm mà thôi. Cuộc sống tự do ở Việt Nam thực sự khiến tôi thèm khát. Sự thất vọng của anh chàng này khi thấy ngôi nhà của bạn gái là một bài học quý giá về việc không nên tin tưởng mù quáng vào thông tin được cung cấp và nên nhớ rằng Trung Quốc giàu có là nhờ ở các thành phố lớn, còn nông thôn thì vẫn còn nhiều nơi kém xa họ rất nhiều. Theo tôi, đây là một gia đình khá giả ở vùng quê Việt Nam. Tôi đã từng tham quan nhiều nơi còn nghèo và thiếu thốn hơn nhiều. Thậm chí, họ còn không có nổi một ngôi nhà tử tế để sống qua ngày. Anh chàng này may mắn tới được nơi tốt hơn mà thôi. Người An Nam không thể vượt qua chúng ta được, kể cả là ở vùng nông thôn. Quả thật là một bất ngờ lớn khi anh chàng này thấy ngôi nhà của bạn gái ở Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc thường xuyên vẽ một hình ảnh về Việt Nam là một đất nước nghèo đói, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. So với nông thôn ở Trung Quốc, những ngôi nhà và cảnh quan ở Việt Nam thậm chí còn đẹp đẽ và phát triển hơn. Tôi bắt đầu nghi ngờ về tính xác thực của những thông tin trên mạng. Trông chắc chắn nhỉ, tôi không nghĩ đây là nơi ở của một gia đình nghèo nàn đâu. Chắc chắn cô nàng đã cố ý nói vậy để thử lòng bạn, hãy cẩn thận với họ. Đúng là đẹp đến không ngờ, chắc chắn là tôi phải cập nhật kiến thức về thế giới nhiều hơn rồi. Lâu nay vẫn nghĩ chúng ta giàu hơn tất cả, nhưng có lẽ quê tôi cũng ít có ngôi nhà khang trang như vậy. Tôi đã từ bỏ mơ ước sở hữu nhà ở Trung Quốc. Thực sự mục tiêu ấy quá xa tầm so với thu nhập hiện tại. Không chỉ mỗi tôi, bạn bè đồng nghiệp của tôi cũng thừa nhận rằng điều ước sở hữu một căn nhà là điều không thể thực hiện. Bài học từ video này là cần phải tự mình khám phá và không nên tin tưởng mù quáng vào thông tin được cung cấp. Việt Nam không chỉ có nền kinh tế đang phát triển rất mạnh mà nông thôn của họ cũng đang được đầu tư phát triển song song với các thành phố, thứ đáng để Trung Quốc học tập. Sự ngạc nhiên và thất vọng của anh chàng này khi thấy ngôi nhà của bạn gái ở Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho việc cần phải tự mình khám phá và không nên tin tưởng mù quáng vào thông tin từ truyền thông.
so sánh giữa nông thôn ở Trung Quốc và Việt Nam khiến tôi nhận ra rằng có nhiều quốc gia khác có những bước phát triển đáng kể và chúng ta cần phải có tinh thần mở lòng ra để tìm hiểu thế giới xung quanh thay vì trông chờ người khác diễn tả. Không thể tin được anh chàng này, chắc chắn là người Việt Nam đã mua chuộc anh ấy để tạo ra cảnh quan như vậy. Việt Nam chỉ là một quốc gia nghèo, không thể có ngôi nhà đẹp như thế được. Nhìn khoảng sân rộng rãi này rất thích hợp để trồng nhiều cây và hoa đấy. Tôi ước có một ngôi nhà như thế để sau mỗi ngày làm việc ngồi lên bàn đá ở phía trước nói chuyện với gia đình cũng rất thoải mái. Thật đáng tiếc khi thấy người Trung Quốc lại bị đánh lừa bởi những kẻ vô ơn. Chắc chắn là người Việt đã thao túng tình hình để làm cho Trung Quốc trở nên xấu hổ. Anh chàng này thật kém cỏi khi không nhận ra điều đó mà có thể cậu ấy đã bị mua chuộc rồi. Cuộc sống gia đình Việt Nam ở nông thôn giờ đã quá khác biệt so với 10 năm trước. 10 năm trước nhà lập hoàn toàn bằng lá hoặc gỗ. Còn bây giờ khi họ đã đủ điều kiện trong một thôn xóm, nhiều gia đình dáng xây nhà thực bự, lấy oai với nhau. Đây chỉ là một số bình luận đặc sắc mà mình thu thập được bên dưới video ra mắt nhà bạn gái của A Minh. Quả thực là sau khi đọc được những bình luận này, mình thực sự đã bị sốc trước nhiều thứ mà những anh hùng bàn phím nước bạn đã nghĩ ra. Nào là Việt Nam mua chuộc để anh chàng quay như vậy, nào là Việt Nam vô ơn và rất nhiều thứ vô lý khác. Các bạn ạ, trước giờ truyền thông xứ Trung luôn có bài ca tầng bốc Trung Quốc tuyệt vời nhất, còn các nước còn lại luôn nghèo nàn, lạc hậu, chỉ đáng đứng dưới chân họ. Điều này được tiêm nhiễm vào đầu người dân hàng ngày. Lâu dần, tư tưởng của người dân cũng bị ảnh hưởng theo. Sự thật chỉ được phơi bày khi chính những người Trung Quốc được tự mình trải nghiệm và khám phá thế giới bên ngoài. Khi đó, họ mới thực sự gạt được lớp vỏ bọc xấu xí đầy mưu mô và mở toang trí thức và sự hiểu biết về thế giới bên ngoài. Có thể thấy, trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến một sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế cân bằng giữa nông thôn và thành thị. Nhà nước đã đưa ra các chính sách và chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Một trong những điểm đáng chú ý là sự cân bằng giữa nông thôn và thành thị. Nhà nước đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn thông qua việc cải thiện hạ tầng giao thông, điện lực, nước sạch và các dịch vụ cơ bản khác. Đồng thời, các chương trình đào tạo nghề và hỗ trợ kỹ thuật đã giúp nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường thu nhập và giảm bớt sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị. Trên mặt khác, việc phát triển thành thị cũng được quan tâm đặc biệt. Với sự tăng cường đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và môi trường sống, các dự án xây dựng mở rộng đô thị được triển khai nhằm tạo ra các khu vực sống tiện nghi và hiện đại hơn, thu hút đầu tư và cung cấp việc làm cho người dân. Nhờ vào những nỗ lực này, cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện. Họ có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ và tiện ích tốt hơn, tăng cường kiến thức và kỹ năng, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng thích ứng với sự biến đổi của thế giới ngày nay. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua, nhưng với sự đồng lòng và nỗ lực của toàn dân, chắc chắn Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và vươn lên, trở thành một quốc gia giàu mạnh và phồn thịnh hơn trong tương lai. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này, hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.